Bây giờ là 18 giờ, Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, mưa lũ đã khiến cho 123 người thiệt mạng, tăng 4 người, gồm 2 người tại Quảng Bình, 2 người ở Quảng Nam. Vẫn còn 19 người mất tích, giảm 2 người, gồm Quảng Trị 4 người, Thừa Thiên Huế 13 người, Đà Nẵng 1 người, Gia Lai 1 người. Hiện còn hơn 360 ngôi nhà bị ngập. Mưa đã tạnh, các điểm đứt gãy trên đường 71 cũng đã được khắc phục giúp cho công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trang Ba được thuận lợi hơn. Với sự hỗ trợ của các phương tiện cơ giới, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiến hành khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trước khi bão số 8 đổ bộ. Với cái sự tổng lực trong 12 ngày đêm qua, thì các lực lượng chức năng đã đưa các cái phương tiện cơ giới, máy móc để vào tập kết tại hiện trường. Và cho đến thời điểm này, công tác tìm kiếm vẫn đang nỗ lực hết sức mình và phải tìm kiếm cho bằng được các nạn nhân. Từ nền đất, gạt từng lớp. Nếu phát hiện và nghi ngờ, sẽ thủ công dùng tay tìm kiếm. Phương tiện cơ giới chỉ hoạt động khi cần thiết cho việc dịch chuyển các tảng đá hay khối bê tông nặng. Mỗi người đều thận trọng bóc gỡ mỗi mét vuông đất đá. Sẽ làm kết hợp cả trên nằm xuống và dưới nằm lên. Hy vọng là chỉ có những công nhân còn lại, trừ công nhân mà anh em được tiến lên nó tìm một thi thể. Còn toàn bộ là hy vọng là ở cái phần chuôi này. Còn trên này anh em đã sới hết rồi, đến lên nhà thôi. Đường thủy thì cơ động vận chuyển lực lượng. Đường bộ thì vận chuyển máy móc thiết bị. Các đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại. Khó có thể diễn tả được bao vất vả. Vừa phải tìm kiếm các nạn nhân một cách sớm nhất, vừa phải đảm bảo an toàn cho người tìm kiếm. Cảnh báo trong mấy ngày tới sẽ có mưa lớn, do vậy là cái công tác tìm kiếm phải tuyệt đối an toàn và làm thế nào để mà vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng vừa bảo đảm an toàn cho cái lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Và chúng tôi cũng sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ điều động tất cả các lực lượng, kể cả chó nghiệp vụ vào hiện trường để mà tìm kiếm cái nạn nhân mất tích sớm nhất. Song song với việc tìm kiếm ở khu vực sạt lở ở bờ suối, thì xe múc, xe ủi cũng được huy động lên phía trên để san gạt từng phần từ trên cao xuống, nhằm tạo hành lang an toàn, tránh gây thêm sạt lở. Tất cả đều tranh thủ từng giờ, từng phút trước khi bão về. Lũ rút nhưng khó khăn thì chưa rút. Đó là tình cảnh của hàng nghìn hộ dân ở Quảng Bình vào lúc này. 11.000 ngôi nhà bị ngập, có những ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Trở về từ nơi tránh lũ, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tài sản tích góp bao nhiêu năm cũng trôi theo dòng nước lũ. Sau trận lũ, em Trần Tiến Anh ở xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang cùng gia đình tìm kiếm những gì còn sót lại. Lương thực, vật dụng đã trôi theo dòng nước gần hết. Nhà chợ đã lụt hết nóc. Nóc và trôi hết tất cả đồ đạc và sạch vở. Cháu mong lắm được có sạch vở và đồ dùng để đi học trở lại. Nhóm vội bếp lửa nấu cháo cho con ăn. Chị Nguyễn Thị Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng khi quay trở lại sau nước rút. Lũ đã cuốn phăng tất cả. Căn nhà của chị chỉ còn lại một nền đất trống. Nhà không thấy đâu hết thì để ra kia nên tôi còn khó. Hiện tại có 151 hộ đã bị lũ là can quét qua. Đặc biệt trong đó có 77 hộ là thiệt hại rất là lớn. Hai hộ dân trên chỉ là số ít trong số hàng chục ngàn gia đình bị thiệt hại sau mưa lũ tại Quảng Bình. 5 ngày đêm liên tiếp ở đỉnh lũ, gần 110.000 ngôi nhà bị ngập. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã nỗ lực hết sức, nhưng cũng chỉ có thể tập trung vào việc cứu người. Hàng ngàn hộ gia đình lâm vào cảnh tay trắng vì trôi mất tài sản sau lũ. Trâu bò, lợn gà và nhiều tài sản có giá trị khác đã bị dòng lũ giữ cuốn chìm. Hiện tại vẫn chưa thể thống kê một cách chính xác thiệt hại sau trận mưa lũ thảm khốc vừa qua của bà con Quảng Bình. Tuy nhiên, để có thể khôi phục lại sản xuất, ổn định lại cuộc sống của bà con nhân dân, Quảng Bình còn rất nhiều việc phải làm.